Xin chào tất cả các bạn khán giả thân mến của dự báo thời tiết VTV. Hãy vào tương tác với livestream này để cùng Hoa Quỳnh cung cấp những cái thông tin thời tiết đáng chú ý nhé các bạn nhé. Và thông tin thời tiết từ nay đến Tết có điều gì cần lưu ý thì hãy cùng vào Hoa Quỳnh sẽ cung cấp tới các bạn ngay bây giờ. Xin chào bạn Đặng Lâm Anh ạ, Nguyễn Văn Tuyên, Hồng Hà Lê Hường, xin chào tất cả các bạn. Xin chào bạn Dương Bùi Nghiêm Phạm ạ. Xin chào bạn Phương Anh ạ. Rất nhanh chóng đã có khoảng vài trăm bạn vào tương tác với livestream này rồi, đang xem ở livestream này. Và bây giờ Hoa Quỳnh sẽ không để các bạn chờ lâu nữa mà sẽ cung cấp tới các bạn những cái thông tin thời tiết. Trước hết là thời tiết đáng chú ý trong ngày mai trên cả nước nhé các bạn nhé. Dự báo là trên cả nước thì ngày mai có khu vực miền Trung và Tây Nguyên thì khả năng là sẽ xuất hiện tiếp tục xuất hiện những cái cơn mưa rào ngắt quãng trong ngày mai, trong đêm nay và ngày mai các bạn nhé. Vì vẫn có mưa cho nên là các thành phố ở khu vực Trung Bộ hay là ở Tây Nguyên ngày mai thì nhiệt độ không quá cao. Từ Thanh Hóa cho đến Huế thì nhiệt độ cao nhất chỉ khoảng là từ 20 cho tới là 22 độ, cảm giác trời vẫn lạnh và thậm chí có nơi còn cảm thấy là trời rét nữa các bạn nhé. Còn lui xuống các thành phố như là Đà Nẵng, Quảng Ngãi này, Quy Nhơn, Nha Trang hay là Phan Thiết thì nhiệt độ sẽ cao hơn trong ngày mai trong khoảng là 24 đến 28 độ. Còn Tây Nguyên cũng thế, ngày mai thì sẽ xuất hiện những cái cơn mưa rào đôi lúc sẽ xuất hiện ngắt quãng ở trong ngày. Và các thành phố như là Kon Tum hay là Pleiku, Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa thì nhiệt độ sẽ không quá là 27 độ. Còn Đà Lạt thì sẽ duy trì mức nhiệt cao nhất ngày khoảng là 22 độ thôi ạ. Với khu vực Nam Bộ thì ngày mai trời sẽ nhiều mây và có nắng yếu, không còn nắng mạnh nữa mà cảm giác ngày mai các bạn ở khu vực Nam Bộ cũng sẽ khá dễ chịu khi mà mức nhiệt cao nhất ngày chỉ khoảng là 28 cho tới 30 độ thôi ạ. Về chiều tối thì mưa sẽ xuất hiện ở một vài nơi nhưng với lượng nhỏ các bạn không cần phải lo lắng nhé. Trong đó thời tiết ở miền Bắc và trong đó có thủ đô Hà Nội thì một số nơi ở miền Bắc ngày mai sẽ xuất hiện là nhiều mây và có mưa nhỏ, là trong đó có thủ đô Hà Nội ạ. Và một số nơi ở ven biển như là ở Ninh Bình này, Hải Phòng, Hạ Long ngày mai sẽ duy trì trạng thái là nhiều mây và đôi lúc có mưa. Còn những cái nơi khác như là ở phía Lào Cai, Điện Biên Phủ, Sơn La và Hà Giang thì ngày mai trời sẽ chủ đạo là nắng ráo và nhiệt độ ở miền Bắc phổ biến trong khoảng là từ 20 cho tới 23 độ nhé các bạn nhé. Đó là những cái thông tin thời tiết trong ngày mai. Còn Hoa Quỳnh muốn gửi tới các bạn những cái thông tin thời tiết về ngày Tết ông Công ông Táo mà chắc chắn là các bạn cũng đang rất là mong chờ những cái thông tin thời tiết này để chuẩn bị cho ông Công ông Táo này, sau đó là đến Tết Nguyên Đán đúng không ạ? Wow, bây giờ đã có khoảng hơn 200 bạn vào tương tác với livestream này rồi và lâu lắm rồi thì mới con số này mới lên đến mức như thế này đấy ạ. Xin chào bạn Nguyễn Gia Bách. Chờ một chút nữa thì Hoa Quỳnh sẽ trả lời về thời tiết cụ thể của các tỉnh thành nhé các bạn nhé. Còn bây giờ thì Hoa Quỳnh sẽ gửi tới các bạn những cái thông tin thời tiết đáng chú ý trong ngày ông Công ông Táo. Đó là ngày 14 tháng 1 là vào thứ Bảy cuối tuần tới đấy ạ. Ngày ông Công ông Táo thì dự báo một cái thông tin rất là tích cực là thời tiết cả nước sẽ đều rất là đẹp để cho chúng ta có thể thoải mái đi chuẩn bị các thứ đón ông Công ông Táo này. Với miền Bắc, tức là cả nước, sẽ đều có nắng nhé các bạn nhé, khả năng là sẽ không mưa. Với các bạn ở miền Bắc thì duy trì cái tiết trời là ấm áp khi mà nhiệt độ ngày ông Công Táo trong khoảng là từ 26 tới 28 độ. Còn miền Trung, từ Thanh Hóa trở xuống đến Phan Thiết thì nhiệt độ sẽ duy trì trong khoảng là từ 29 đến 31 độ. Cộng với cái tiết trời nắng nhiều thì khả năng là trong ngày ông Công Táo ở khu vực miền Trung sẽ khá là nóng nếu mà chúng ta di chuyển lâu ở ngoài trời. Còn với khu vực Tây Nguyên thì thời tiết cũng lại khá là dễ chịu do nằm ở địa hình cao. Ngày ông Công ông Táo ở đây thì nhiệt độ cao nhất trong khoảng là 27 đến 29 độ thì cảm giác cũng vẫn khá là dễ chịu. Còn với khu vực Nam Bộ thì rõ ràng là một khu vực có mức nhiệt cao nhất cả nước.
Ngày ông Công ông Táo thì nhiệt độ ở thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ và hầu khắp các nơi khác ở Nam Bộ trong khoảng là từ 30 cho tới 32 độ. Và lưu ý riêng với Biên Hòa thì nhiệt độ có thể lên mức là 33 độ, trời sẽ nóng rõ đấy ạ. Đó, những cái thông tin thời tiết về ngày ông Công ông Táo thì chắc chắn là các bạn đã nắm được rồi đúng không ạ? Và bây giờ Hoa Quỳnh sẽ gửi tới các bạn những cái thông tin thời tiết về dịp Tết Nguyên Đán này nhé các bạn nhé. Các bạn có vẻ như là cũng rất là mong chờ những cái thông tin thời tiết này này để chúng ta có thể chuẩn bị những cái bộ trang phục rất là đẹp, rất là phù hợp với thời tiết để đón Tết. Như bạn bè của Hoa Quỳnh cũng thường là nhắn tin cho Hoa Quỳnh hỏi là thế bạn ơi, thời tiết Tết này có rét không? Thời tiết Tết này như thế nào để còn chuẩn bị mua quần áo? Không biết là các bạn ở đây có ai vào xem livestream này để chuẩn bị mua quần áo cho Tết không ạ? Nếu mà có chuẩn bị mua quần áo cho Tết cho phù hợp mà xem livestream này thì nhớ là thả tin cho Hoa Quỳnh nhá. Các bạn ơi, ở miền Bắc thì dự báo là trong dịp Tết Nguyên Đán này trời sẽ không quá rét và ở khu vực đồng bằng trong đó có thủ đô Hà Nội đấy ạ. Nhiệt độ sẽ trong khá là ấm áp trong khoảng là ngoài 20 độ nhé các bạn nhé. Cái rét chỉ rét đậm rét hại chỉ tập trung ở khu vực vùng núi. Vì vậy những bạn nào mà ở khu vực vùng núi phía Bắc thì sẽ lưu ý là Tết này sẽ có một cái Tết rét. Còn ở khu vực đồng bằng trong đó có thủ đô Hà Nội và rất là nhiều các tỉnh thành khác ở xung quanh thủ đô Hà Nội thì Tết này khá là ấm áp, không quá rét đâu ạ. Vì vậy các bạn có thể chuẩn bị những cái trang phục vừa phải, không quá dày, như thế là chúng ta rất là thích, đúng không ạ? Quần áo thì nhẹ nhàng, đơn giản, cũng không cần phải chuẩn bị áo quần áo quá dày, mà khi mà chúng ta thời tiết đó thì chúng ta đi chúc Tết các thứ cũng rất là thích và rất là thoải mái. Còn với khu vực miền Trung, từ Quảng Bình trở vào đến Bình Thuận thì khả năng là Tết Nguyên Đán sẽ có một số ngày mưa. Nhưng mà các bạn cũng không cần quá lo lắng vì dự báo là chủ yếu là mưa rào nhỏ ngắt quãng thôi các bạn nhé, không có mưa lớn. Còn ở Thanh Hóa này, Nghệ An hay là Hà Tĩnh thuộc Bắc Trung Bộ thì dự báo là sẽ cùng chung cái xu hướng là Tết cũng không quá rét, khi mà nhiệt độ cao nhất ngày trong khoảng là khoảng hơn 20 độ. Vì vậy chúng ta biết trước những cái thông tin này thì có thể là chuẩn bị sẵn sàng quần áo này cũng như là những cái thực phẩm mà cần thiết để trong Tết Nguyên Đán này chúng ta có thể thảnh thơi để tận hưởng một cái Tết thật là vui vẻ, đầm ấm, sum họp bên gia đình. Đó, các bạn ở khu vực Quảng Bình đến Bình Thuận thì khả năng là sẽ có một số ngày mưa, nhưng mà cũng không cần quá lo lắng vì mưa, chủ yếu là mưa lượng nhỏ nhé các bạn nhé. Còn các bạn ở Nam Bộ thì những ngày Tết khả năng là sẽ có mưa trái mùa về chiều tối, ban ngày thì trời nắng và không quá nóng. Đó là những cái thông tin thời tiết tích cực cho những cái bạn khán giả ở khu vực Nam Bộ đúng không ạ? Trời nóng thì chúng ta sẽ cảm thấy rất khó chịu và di chuyển ở ngoài trời chúng ta cũng khá là bất tiện. Nhưng mà khả năng là Nam Bộ trong những ngày Tết Nguyên Đán thì sẽ có nhiệt độ khá là dễ chịu. Khi mà nhiệt độ cao nhất trong ngày khoảng là 29 đến 31 độ. Về đêm và sáng sớm thì các bạn ở Nam Bộ còn cảm thấy là se lạnh cơ. Tương tự như những ngày vừa rồi, thời tiết rất là thích đúng không ạ? Đó là những cái thông tin thời tiết về Tết Nguyên Đán này. Còn bây giờ thì Hoa Quỳnh sẽ dự báo thông tin thời tiết, trả lời những cái câu hỏi của các bạn nhé. À, rất nhiều bạn đặt câu hỏi cho Hoa Quỳnh đây rồi. Bạn Mini, bạn có hỏi thời tiết ở Huế ngày mai như thế nào? Ở Huế thì ngày mai sẽ tiếp tục là xuất hiện những cái cơn mưa nhé bạn nhé. Mưa thì với lượng không lớn nhưng mà cũng mưa rào ngắt quãng như thế thì cũng khá bất tiện cho những cái lịch trình di chuyển ở ngoài trời. Nhất là ngày mai thì là ngày thứ hai đầu tuần và chúng ta sẽ phải đi học, đi làm trong ngày đầu tuần. Vì thế ở Huế sẽ có mưa. Nhiệt độ thấp nhất trong đêm nay khoảng là 18 độ và cao nhất ngày mai là 20 độ. 20 độ mà có mưa thì chúng ta sẽ cảm thấy rét đấy ạ. Bạn Vũ Đức Hiếu, bạn có hỏi thời tiết ở Hải Phòng tuần tới như thế nào? Bạn hỏi thời tiết cả một tuần tới ở Hải Phòng như thế nào?
Đây, Hoa Quỳnh sẽ có ngay câu trả lời tới bạn. Ở Hải Phòng thì dự báo là trong ngày mai sẽ có sương mù và đôi lúc là có mưa nhé bạn nhé. Và mưa sẽ kéo dài trong 3 ngày tới ở Hải Phòng. Đó là những cái cơn mưa rào ngắt quãng, mưa nhỏ thôi ạ. Và phải đến ngày thứ 3, thứ 4, thứ 2, thứ 3, thứ 4 và đến ngày thứ 5 trở đi thì trời mới sẽ chuyển nắng nhiều và kéo dài đến hết tuần nhé bạn nhé. Thứ 5 trở đi ở Hải Phòng sẽ có nắng và trời sẽ ấm áp hơn nhiều ạ. Bạn Đỗ Tiến, bạn có hỏi thời tiết ở Lai Châu. Lai Châu ngày mai thì dự báo là trời sẽ nắng ráo từ sáng cho đến chiều và khả năng là không có mưa. Nhiệt độ thấp nhất trong đêm nay tại Lai Châu khá thấp, chỉ khoảng là 9 độ thôi ạ. Trời rất là rét. Trong khi ngày mai thì nhiệt độ sẽ tăng lên nhanh, khoảng là 20 độ. Tết có rét không chị? Rồi Tết có lạnh không chị? Hoa Quỳnh cũng đã vừa gửi tới các bạn những cái thông tin thời tiết Tết Nguyên Đán rồi, chắc là các bạn cũng nắm được rồi đúng không ạ? Và bạn Nguyễn Thái thì bạn có hỏi thời tiết ở Quy Nhơn. Thời tiết ở Quy Nhơn thì dự báo là trong ngày mai chủ đạo là có mưa nhé bạn nhé. Quy Nhơn thì ngày mai là có mưa, khả năng còn xuất hiện những cái cơn mưa lượng khá cơ ạ. Và do có mưa nên nhiệt độ ngày mai ở Quy Nhơn cũng khá thấp, cao nhất ngày không quá 24 độ bạn nhé. Bạn Đặng Lâm Anh chia sẻ em thích nhất là bông hoa quỳnh vì nó đẹp vào ban đêm. Xin cảm ơn bạn. Bạn Thanh Xuân Đỗ, một bạn khán giả ở Bắc Ninh, dự báo là ở khu vực Bắc Ninh thì ngày mai sẽ sẽ không mưa và sáng sớm thì có sương mù. Ở Bắc Ninh khả năng là ngày mai sẽ duy trì trạng thái là nhiều mây bạn nhé. Về nhiệt độ cụ thể ở Bắc Ninh thì thấp nhất trong đêm nay sẽ là 17 độ và cao nhất ngày mai là 22 độ đấy ạ. Và trời nhiều mây bạn nhé. Bạn Hà Hồng Cao có hỏi thời tiết ở Hưng Yên như thế nào. Hưng Yên thì đêm nay không mưa này và sáng sớm mai thì có thể là xuất hiện sương mù nhẹ. Ban ngày mai thì Hưng Yên khả năng là có mưa nhỏ bất chợt đấy ạ. Và nhiệt độ thấp nhất trong đêm nay là 18 độ và cao nhất ngày mai sẽ là 21 độ bạn nhé. Mai Thị Phương Anh ạ, bạn hỏi thời tiết ở Hải Dương. Hải Dương cũng sẽ tương tự như Hưng Yên khi mà dự báo là đêm nay thì không mưa và sáng sớm mai thì có một chút sương mù, ban ngày thì có mưa nhỏ nhé bạn nhé. Nhiệt độ thấp nhất trong đêm nay là 18 độ và cao nhất ngày mai là 21 độ đấy ạ. Nguyễn Thị Mai, bạn hỏi thời tiết ở Phú Yên. Phú Yên thì ngày mai là có mưa nhé bạn nhé. Và nhiệt độ từ đêm nay là 21 độ và cao nhất ngày mai sẽ là 24 độ. Bạn Nguyễn Trường Oanh, bạn hỏi thời tiết ở Lạng Sơn. Ở Lạng Sơn thì dự báo là trong đêm nay không mưa và sáng sớm mai thì có sương mù. Khả năng ngày mai ở Lạng Sơn cũng sẽ duy trì trạng thái là nhiều mây bạn nhé. Và không mưa cũng không nắng. Đêm nay thì Lạng Sơn sẽ rét khi mà nhiệt độ thấp nhất là 15 độ và cao nhất ngày mai là 21 độ. Bạn Chi Chiến ạ. Bạn Chi Chiến có hỏi thời tiết ở Quảng Ninh. Quảng Ninh thì khả năng là ngày mai sẽ xuất hiện những cái cơn mưa nhỏ bất chợt. Nhiệt độ thấp nhất trong đêm nay là 17 độ và cao nhất ngày mai là 20 độ bạn nhé. Một bạn khán giả Bình Dung. Ở Nghệ An thì dự báo là trong đêm nay và ngày mai thì có lúc là có mưa rào. Và nhiệt độ thấp nhất trong đêm nay là 18 độ và cao nhất ngày mai là 21 độ bạn nhé. Hoàng Hiệp ạ, Hoàng Diệp ạ, bạn hỏi thời tiết ở Thái Nguyên như thế nào? Thái Nguyên thì sẽ duy trì trạng thái là không mưa và sáng mai thì có một chút sương mù. Đến trưa thì trời sẽ hửng nắng bạn nhé. Và nhiệt độ thấp nhất trong đêm nay là 15 độ và cao nhất ngày mai sẽ là 22 độ. Bạn Đinh Trọng Tuấn ạ, hỏi thời tiết ở Vũng Tàu. Dự báo là ở Vũng Tàu thì sẽ duy trì là... Ban ngày mai thì trời sẽ có nắng gián đoạn. Nhìn chung là trời nắng yếu và chiều mai thì có thể là có mưa rào ở Vũng Tàu nhé bạn nhé. Nhiệt độ thấp nhất trong khoảng là 24 độ và cao nhất ngày mai là 29 độ.
từ cũng xin tổng kết thế này. Và Hoa Quỳnh cũng đã gần như là trả lời hết những cái câu hỏi của các bạn khán giả ở đây rồi. Hy vọng là các bạn khán giả mà xem livestream này thì có thể là nắm bắt được những cái thông tin thời tiết đáng chú ý trong ngày mai này, trong Tết ông Công ông Táo và trong Tết Nguyên Đán sắp tới. Rất hy vọng là gặp lại các bạn trong một buổi livestream gần nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé.